xung chùm điệp xuất tập đoàn mẹ đà bà đà sân nâng côn côn chì tì sở lãnh tặng ọ khăn nế chà chắc nâng nông ngay đi phòng đáy chụp chùm mùi nâng nè khu xa chì thamay mở đoàn tiết chà nâng nông mục vị chìa bộ rê kẻ nất đa miên chùm nón chướng xung cô à lệ chà tạ á lạ côn tặng ọ khăn nế môn nâng châu tập đoàn mê rín chà nè khu trang xu sốc tốc tập đoàn côn tặng ọ khăn nế bằng tích chà ta côn tặng ọ khăn nế sốc sập bà chìa tế chà ta nông cùng lòng bề miên chùm mùi riêng tập bác ta côn tặng ọ khăn nế bàn thuở vầy khắc đâm bây ca bì khuôn bì chùm ngứ đó cả xã hà mùi nì chà chẳng tham ca này nóm kể bàn ở dớm chà bê trên tật ra con trời bẹ mát chà liền đáy chùm mùi nâng tật ạc con ở bàn nhận nhóm chà đâm bây xâm lập nơ mê rô chà đại vì riêng tập bác nơi tu tiên bà tế tài mở đồn nó chà chẳng đâm bây ca bì khuôn con tật ngọt nì chà cũng thích thuở tham ca này nóm chà chẳng nè tật ngọt nì bân tò bì côn bàn ca bì chùm mùi nâng chùm ngứ đó cả xã hà hai chà miền ở mùi tiết con tặng ác nghĩa trở tế miền ở nà máy chà đôi chì cả liền đấy cả xâm ác lúc ra lại bàn xa tặng ác nghĩa chà tỏ ở lớp con tặng ác nghĩa thay ní dường chụp nghĩa chung mùi nâng mê riêng chà bộ rê kẹ nất châm nông chương xong của lệ chà chẳng đăng thả ta thay ní dường nâng mọc xâm con ẩm pi lệ bồn mát tỏ ở lớp môn nâng châu tạo đo mê riêng thầm ấy chà nãy cổ xông rộng lực nâng mê riêng chạc bồn tích chà chẳng là lực nạc thiên ý nè cụ bàn bật nơi mê riêng cha rồi bỏ dưỡng cà phí sạp và đà mốt chà đã chạy tốt chứ mùi nâng lệch đập ra mũi chà chẳng ní cứ chia lệch đập ra mũi hai khăn lơ ní cứ chia chồng nuôn đập ra mũi chà chẳng ní cứ chia mê riêng cha rồi bỏ dưỡng tới nó cốt chà chẳng ta mê riêng cha rồi bỏ dưỡng ní con tặng ọc nếp bàn ở xa xế chà nè cụ bàn lại cái cặp chắc con tặng ọc nếp xa xế mê nót chà ta con tặng ọc nếp bàn xa xế hai rồi nữ chà chẳng con tặng ọc nếp xa xế hai tặng ọc nếp hai nó chà là ọ nát nè tặng ọc nếp ta ở lớn nếp nông thay ní dường nâng mọc xung qua lệ mùi tiết chà đây nơi bánh tốt bì lệ đọc ra mùi chà nè tặng ọc nếp đơn ác tha chia lệ bồn mán ta nè nạ đứng chà lệ đây nơi bánh tốt bì lệ đọc ra mùi ta chia lệ bồn mán chà con nè ách lại bán chà cứ lệ đọc ra mùi ta chắc nên tha ta lệ đọc ra mùi chà miên rụng riêng nhàng mất ta ai lớn nè kru nâng prap con tặng ọc nế ông pi lệ đọc ra mùi ta mở đốn chà ta chân nè tặng ọc nế mớ nè kru miên bàn lệ chà chân bàn lệ ní cứ chia lệ đọc ra mùi chà con khờ nhát chân lệ đọc ra mùi miên chùm nôn pi tông rồi lệ đọc ra mùi đây mê nế chà ta miên lệ đọc ra mùi miên lệ bồn mang nâng lệ bồn mang khá lá chà cứ miên lệ mùi nâng lệ bàm phạm tì mẹ nét hình chân này nét dương mọc xong qua lệch đập phạm tì tiền ọc nế chà ta ở lớn nè cựu bật nước hàng lời này sẵn chà ngày nét dương mọc xong xa âm tì lệch đập phạm tì ta ở lớn con tiền ọc nế mà rộp chùm nuôn chùm mùi nâng nẹ cựu chà ta chẳng đang thả ta rút sạch khá là rồi bỏ nẹ cựu ní miên chùm nuôn bồn mạng cơ bá chà hình chân mê riêng bỏ dương ngày nét chạy tôn chùm mùi nâng lệch đập phạm tì hình chân chùm nuôn rồi bỏ dương trời nâng chùm nuôn bồn mạng đấy chà cứ trời ta miên chùm nuôn đập phạm tì mẹ nế ta ai lớn nẹ cựu bật nó lực ra khiết hay con chăm rộp chùm mùi nẹ cựu ta mùi tí bảy bốn ta hãy lời bạn bốn hai ta con rộp bằng to tiết bốn hai mang con chà bốn hai rèm rèm muối rèm phí rèm bầy ta hãy lời dân bạn rèm bầy hai ta ta nơi khó phát chồng luôn phần mang tiết ta con thằng ạc nên mà rộp to chùm mùi nẹ cửu tiên mấy trăm bấy nè con ta trăm bấy hai trăm bốn đọc đọc muối đọc bí cha lời dân bàn đọc bí hai ta lời dân bật bằng to thì con đọc bí hai con mến cha đọc bấy đọc bốn đập rám
16 cha ឥឡូវអ្នកគ្រូបិទត្រឹម16សិនតឥឡូវកូនមើលចំនួនទាំងពីរនេះយ៉ាងម៉េចគេចាគឺចំនួនទាំងពីរនេះស្មើគ្នាមែនទេចាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគ្រប់ចំនួន17អ្នកគ្រូត្រូវបិទលើស1ណាលើសពីចំនួន16មួយទៅគឺស្មើនឹងចំនួន15 7មែនទេកូនចាតោះលើអ្នកគ្រូបិទបន្ថែម1ចាអញ្ចឹងលើសខាងនេះ1អត់ចាគឺលើស1មែនទេអញ្ចឹង16ហើយ15 7មែនទេកូនចាតោះឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នារាប់ជាមួយនឹងអ្នកគ្រូម្ដងទៀតអំពីចំនួនសត្វខ្លារបស់យើងតើគ្រប់ចំនួន17ដោយដែលយើងចង់បានដែរឬអត់តោះកូនរាប់1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15 16 17ចាត្រឹមត្រូវអត់កូនចាត្រឹមត្រូវដូចលេខដែលយើងចង់បាននេះអត់17ត្រឹមត្រូវអត់កូនចាគឺត្រឹមត្រូវតោះឥឡូវអ្នកគ្រូបានបង្ហាញអំពីចំនួន17ហើយតោះឥឡូវអ្នកគ្រូនឹងប្រាប់កូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការសរសេរលេខ17ចាអញ្ចឹងលេខ17មានចំនួន2ខ្ទង់ចាគឺមានលេខ1និងលេខ7ចាលេខ1កូនរៀនរួចហើយកូនចេះសរសេរហើយលេខ7ក៏ដូចគ្នាចាគ្រាន់តែនេះលេខ17នេះកូនត្រូវសរសេរយ៉ាងម៉េចចាសរសេរវាឲ្យចិត្តគ្នាមែនទេចាព្រោះវាជាលេខខ្ទង់10អញ្ចឹងលេខខ្ទង់10គឺមានចំនួន2ខ្ទង់ចាឥឡូវអ្នកគ្រូបិទនៅលើក្តារខៀនចារួចហើយកូនទាំងអស់គ្នាអនុវត្តរៀនសរសេរដោយខ្លួនឯងនៅលើក្តារឈ្នួនរបស់កូនមើលតាចាតើកូនទាំងអស់គ្នាអាចសរសេរបានអត់ចាអញ្ចឹងលេខ17មុនដំបូងកូនសរសេរលេខប៉ុន្មានមុនកូនចាមុនដំបូងកូនត្រូវសរសេរលេខ1មុនតាឥឡូវអ្នកគ្រូសរសេរលេខ1អ្នកគ្រូឧទាហរណ៍កូនមើលណាចាអ្នកគ្រូសរសេរលេខ1មុនបន្ទាប់មកលេខប៉ុន្មានកូនចាគឺលេខ7មែនទេតាឥឡូវអ្នកគ្រូសរសេរលេខ7ចានេះលេខ17ចាកូនអានលេខ17តោះឥឡូវកូនសាកសេនៅលើក្តារឈ្នួនរបស់កូនឲ្យដូចអ្នកគ្រូមកកូនចាមុនដំបូងកូនសរសេរលេខ1ចាអ្នកគ្រូសរសេរលេខ1បន្ទាប់មកទៀតសរសេរលេខ5 7មែនទេកូនចាតោះអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នារៀនសរសេរលេខ7ហើយបន្ទាប់មកទៀតចាកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវរកវត្ថុអ្វីមួយចាឲ្យបានចំនួន17ដូចដែលអ្នកគ្រូអញ្ចឹងណាកូនចាអាចជាស្លឹកឈើបំពង់បើឬក៏ចង្កឹះចាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគ្រប់ចំនួន17រួចហើយកូនយកមករាប់រួចហើយកូនទៅសេលេខ17នេះផងណាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូក៏អត្រឹមនេះហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមផ្ដាំទៅកូនទាំងអស់គ្នាចាអ្នកគ្រូដាក់ជាកិច្ចការផ្ទះឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាធ្វើចាគឺឲ្យកូនសរសេរលេខ17នេះចានៅក្នុងសៀវភៅតែមុននឹងកូនសរសេរក្នុងសៀវភៅកូនត្រូវអនុវត្តសរសេរនៅលើក្តារឈ្នួនរបស់កូនសិនបន្ទាប់មកចាំកូនចំឡងចូលក្នុងសៀវភៅចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងចាំជួបគ្នានៅសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតចាចាំដឹងថាសប្ដាហ៍ក្រោយយើងនឹងរៀនលេខអ្វីបន្តណាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាជូនពរឲ្យមានសុខភាពល្អចាសិក្សាកាន់តែពូកែទាំងអស់គ្នាណាកូនចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមជម្រាបលា